thì hiện tại hai chị em đang đứng ở tù chanh. Mệt. Hầu riết nghỉ hầu đi, quá mệt, quá mệt mỏi. Chờ tụi Trần đã bán rồi, đông đủ nhộn nhịp lại như ngày xưa rồi mọi người. It's me Vinh nha mọi người. Con học tiếng Thái rồi mà. Con học tiếng Thái rồi. Thì đây sẽ là video đi du lịch Bangkok một ngày, làm như là khách du lịch ở Bangkok. Local. Tại vì hôm nay có một em người Việt là đồng nghiệp cũ của mình, hồi xưa làm chung hoodie á. Hôm nay sau dịch địa pháp mới có dịp quay lại Bangkok chơi. Bangkok vẫn như vậy, vẫn nóng như ngày nào. Mày có kinh nghiệm mà nó mang cái quạt theo, cái dù. Có kinh nghiệm. Trời, nhà thượng không biết có nghe không ta. Sợ bản quyền quá. Sợ bị bản quyền. Thì hiện tại hai chị em đang đứng ở tù chặt, chợ tù chặt. Lâu rồi mình cũng không có đi chợ tù chặt luôn, cho nên hôm nay phát đây là đi theo bu đeo. Rồi sau khi đi chợ tù chặt xong, thật ra hồi sáng phát có đi ăn một cái quán gọi là bò hầm, quán bò hầm Watanabe Panit. Đây, nếu như mọi người đi thì có thể follow cái trip one day hôm nay của phát, là buổi sáng dậy sớm thì ăn hủ tiếu bò, cái là bò gì ta? Bò hầm thảo dược. Rồi sau đó đi ra chợ tù đình tràng. Đó, nó sẽ đi bảo tàng. Đó, nói chung là research rất là kỹ, với lại học video tiếng Thái của Phá nên okay. Nói được sơ sơ. Đi học. Ok, bây giờ đi tiếp. Em muốn nhờ bạn mua dù. Mua dù. Dù là gì vậy? Rôm. Cái dấu này phải lên dấu xuống dấu một tí. Là cái dấu mũ màu. Đúng rồi, rôm. Chính okay. Xác. Rồi mua dù là gì? Sứ. Ok. Sứ rôm. Ok. Hoàng là thanh lồm. Hả? Thanh lồm. Thanh. Thách. Thách. Thanh lồm. Thách lồn. Chính xác. Thách lồn. Lồm. Lồm. Ok, lồm là gió. Lồm là gió. Thách lồm. Thách là gì? Thách là nó quạt, nó thổi á. Thổi. Ừ. Thách là động từ hả? Đúng rồi, thách lồm ghép lại là cái quạt. Gió thổi. Ủa sao rồi, gió thổi mà là cái quạt. Quỳ là sứ thách lồm. Ok. Sứ rôm. 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 Đúng rồi. Phải lên. Okay. Cái này là dấu cái. Tên Thái á thì phải mua. Phải sứ rôm. Chính xác. Sứ thách lồm. Thanh lồm. Thanh lồm. Với lại rôm. Rôm. Mệt. Hầu riết nghỉ hầu đi, quá mệt, quá mệt mỏi. Nè 1, 2, 3. Bây giờ chợ tụi Trần đã bán rồi, đông đủ nhộn nhịp lại như ngày xưa rồi mọi người. Nói chung là hàng quán mở đầy đủ hết luôn. Hồi cái clip đầu tiên của Phá có quay một cái chợ tụi Trần. Lúc đó là mới dịch mới nhẹ chút xíu rồi thì nó còn vắng. Bây giờ là đông. Đông vui luôn. Gì? Mà may hôm nay nắng nhưng mà có gió nha. Đó. Chứ bình thường là không có gió. Không có gió. Bình thường là rô rô. May may rôm. May mì lôm. May mì lôm. Mì nó phải thêm chữ mì có nữa. May mì, mì. May là không. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ kem dừa. Thì dừa là gì chị? Đã biết cái kem là ai tim là dừa là gì? Má pháo. Hả? Sao khác vậy? Cái gì vậy? Dừa là gì? Má pháo. Mắt. Má pháo. Mắt tháo. No. Má pháo. Cà ca hả? Thở với chữ R. Tháo. À, kháo. Tháo. Anh ơi, em tính đi cái khu mà. Thì chị quay sao cho mọi người. Đi đâu? Tính đi đâu? Em tính đây mấy khu mà. À, có một bán chó mèo á, chuyên mày chó mèo. Cái khu bán chó mèo. Chó ở trong rồi vậy. Chó là mã, là từ lịch sử là chó sự nắp. Sự nát thì lịch sử nữa, cháu không có từ lịch sử. Đúng rồi, gọi sự nát thì là lịch sử hơn. Như trường hợp nào mới là lịch sử. Khi mà mình cần nói cái thang can nó phô mồ một tí mình gọi là sự nát. Còn không mình gọi là nóng mã, bé chó. Mã là uống mã mà ở Việt Nam là ngựa mọi người. Thằng chó vậy. Là mèo. Mèo là mèo á. Mèo là mèo. Mình đang đi qua đường. Dạ. Mèo.
mèo là mồm lèo hả? Là gì? Mèo là mèo. Anh ơi, mèo là mèo chứ phải mồm lèo. Ủa, là cái gì? Mồm lèo là cái gì? Ủa sao bữa nghe động là mồm lèo mà. Mèo. Mèo. Ừ. Mèo là mèo. À vậy mèo. Mà bữa giờ mèo giống mũ đúng không? Mèo giống mũ đó sao? Mèo giống mũ đi lên mà chưa. Mèo. Mèo thôi, nó không có giống mờ mờ. O eo mèo. Mọi người phải đi vô nhiều cái hẻm ở sau nữa. Thấy nhiều hẻm quá chứ cho nên là không dám vô. Chị người là gì chị? Khôn. Khôn. Ừ. Vậy 5 người là ha khôn. Ha khôn. Ha khôn. Ha khôn. Em sẽ trả bài tiếng Thái với bạn từ 1 tới 10 nha chị nghe. Ok. Nướng. 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 Sọn. Nướng sọn xám. Nướng. Sọn. Xám. Xì. Ha. Hộp. Chẹt. Hết. Thao. Sệt. 11 là dì sệt. 11 là dì sệt. Dì sệt. Ê, 11 là sệt. Sệt. Ừ. 21 là dì sệt. Ừ. Ủa, phải bó hay không? Đúng rồi. Rồi, đã đến quán không đắt. Bình thường là sẽ có thấy chiếc xe đẩy nhỉ? Ê, tìm. Ok chị. No peanut. Okay. Peanut là gì cho chị? Thủ lý sổng. Mây bổ lý sổng. Mây xài thủ lý sổng. Mây xài thủ lý sổng. Ok. Để người ta nói thì em có biết là bao nhiêu không? Sao rẻ hả? Sổng nói bạc hả? Sổng nói bạc. Sổng nói bạc hả? Anh là gì hả? Sổng. Sổng nói bạc là 200. Đúng rồi. Chôn đi. Dạ. Sổng nói bạc. Sổng nói bạc. Ờ, đủ xài. Đủ nói từ tiếng Thái. Học quân Kha. Như nhiều hết mệt quá mệt. Quay cho mọi người đâu. Khốt. Nám khốt. Nám khốt. Bình thường á, người ta lấy cái chai này nó có đá, ở trong nó đông đá lại. Để đông đá nè. Ừ. Cái gì, đá bào hả? Dạ. Bây giờ mình sẽ đi mua mã mèo. Thì người ta chỉ là sẽ đi xuyên qua cái mít, cái mô tên là mít chặt chặt nè. Xuyên qua đền Tha Lú. Tha Lú. Tha Lú. Tha Lú. Thầy Tha Lú. Thì sẽ đi qua đi vào cái tòa nhà mít chặt chặt này, xong rồi đi ra ngoài nó là sẽ có chỗ bán chó mèo. Ok. Hiệu là khác đúng không chị? Khác là hiệu Nam. Hiệu Nam. Hiểu nè, em hiểu là đói. Dạ. Đói nước. Hiểu nó cũng là đói bụng luôn. Đúng rồi. Xin chào các bạn. Các bạn nhớ follow kênh TikTok của mình. It's me Vinh. Hay gì luôn. Kênh TikTok tên gì? Nói lại. Kênh TikTok tên là It's me Vinh nha mọi người. Mọi người có thể vào đó để có thể lấy những cái cảm hứng du lịch, cũng như là những quán ăn rất là ngon ở Sài Gòn, Singapore, tất cả mọi nơi. Con học tiếng Thái không anh? Con học tiếng Thái không? Sủi ma khà. Sủi ma là đẹp quá. Sủi ma khà. 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 Để em nói chị Phá thêm vô nha. Ok. Chị Phá đẹp. Hello. Hello. Ok. Đây, đến nơi rồi. Pet Zone là chỗ bán chó mèo. Ủa, pet là tiếng Thái cũng là pet luôn. Thú cưng á, thú nuôi á. Thú cưng là sạt liến. Sạt liến. Ừ. Ủa, sao bên trái bên phải? Nó còn bên nào vậy mọi người? Tự nhiên, có cả hai mũi tên. À, cả hai đó chị. Cái này đi đâu hết trơn hả? Con thỏ đây chị. Thỏ là gì chị? Rà tài. Cà tài. Cà tài. Thỏ. Kia là nôm kìa. Nôm đâu? Ôi lộn. Chỗ mâm. Nổ. Nủ. Nủ. Ok. Nủ. Nủ đâu? Này con nủ đâu mọi người. Sao? Nó nủ. Dễ thương. Nủ dốc đúng không? Nủ. Nhiều chỗ. Nủ dơ. Nủ dơ. Nủ dơ. Nủ dơ ma. Thương quá. Dễ thương là gì chị? Nara. Dễ thương. Nara. Nara. Ừ, nhưng mà chị thấy sợ. Ok, sorry. Nón mã. Nón mã sọc lên quà, nó bị quá xinh rồi đó.
Chị nghe lời chị. Nó sốc nè chị. Ừ. Sốc là gì chị? Ừ, gì chín tròn hả? Không phải. Chín tròn. Anh đi ở đây hả? Cà rốt. Cà rốt. Ừ, tự nhiên quên. Cà rốt. Cà rốt. Mẹ cái luôn hả? Mèo. Mèo nó là có. Nó là đúng không? Nó là. Họ giá không? Họ giá thử giá bò họ vậy. Tour này hỏi hả? 2,800 giống đang gọn, như đang gọn thì cũng mất nó đó. Bánh chim nữa nè, đủ loại chim quá trời. Nắng ha, chợ này bán đủ luôn nha, chó mèo chim. Gì con gì nữa, Master. Chó mèo người ta, đây là người ta nuôi cũng kỹ. Mấy con mèo có được đeo nơ này kia. Mà tại vì cắt móng tay. Có số chỗ tại vì đang trời rất là nắng. Cho nên chó mèo nó khi trong chuồng các bạn thấy nó hơi thở thủng thở mới nó nằm xuống ngục á. Thì mình hy vọng là nó đang ngủ thiệt. Chứ không phải là nó kiệt sức. Ok. Rồi, giờ đi đâu nữa? Giờ chắc đi tí xíu thôi, nhưng mình tụi em mình sẽ tính đi bảo tàng. Ừ. Bảo tàng tụi mình đi là bảo tàng Mocha. Ở đây là phải gửi đồ mọi người à, không cần đeo theo ba lô nhiều. Mua vé ở đây nha. Mua vé xong hình như ngồi lớn là 250 bạc. Mua vé là gì chị? Sứ tủa. Sứ tủa. Đẹp quá. Đẹp không? À, sủi ma. Sủi má. Sủi má. Sủi má. Học. Đây chúng ta đã bước vào trong được viện bảo tàng. Bảo tàng. Mocha Pipitapan. Pipitapan. Yes, yes. Nó tiết gì vậy? Quá nhiều. Ôi đẹp quá, màu là thấy đẹp rồi ha. Sủi mà. Sủi mà. Sủi. Oh God. Tông phu xiển bầu, nó nhỏ nhỏ. Thì đây là trong Pipitapan. Chúng ta sẽ không thể nào nói vượt được. Ôi nhưng mà cái màu đẹp quá. Cái nó có sẽ có cái cảnh là đứng trên cái cầu thang với chụp hình. Em thấy cái hình đó không? Đứng ở cầu thang thôi, cầu thang nó dài, xong rồi mình chụp từ dưới lên á. Dưới xuống đẹp quá trời luôn. Rồi, như là thiên đường vậy. Thiên đường. Cũng không tới mức đó. Không biết là người ta thiết kế kiểu như là làm sao cho mấy cái nắng đi xuyên mấy cái khe cửa, cửa sổ dưới lên tường rất là đẹp. Okay. Kiểu như là tính toán hết rồi. Đúng rồi, thì cấu trúc nè, sẽ có một cái tấm đứng ở trên cầu thang xong dưới chụp lên đẹp luôn á. Đây. Hình như là một cái cầu thang khác nữa. Đây là chị làm tranh chị ơi. Tranh là gì vậy? Tranh là tháp. Nó hơi nhỏ nha mọi người. Trong này không định nói họ tiếng Thái gì đâu. Trong này quay sơ để giới thiệu mọi người qua đây du lịch thì nên đi thôi. Ok. Giờ quay cảnh ha. Ok. Không quay chị nữa.
cái museum này thế nào, có recommend mọi người đi không? Yes, tại vì cứ mỗi tầng mỗi góc là 800 tấm hình. Thật ra cũng không nhiều lắm. Thật là tụi mình không có am hiểu gì nghệ thuật hết, chỉ là đi chụp hình thôi. Làm liệu mấy góc nào ok nhất thôi, chứ có thể mấy bạn thì làm nghệ thuật với mấy bạn sẽ có nhiều góc đẹp hơn nữa. Tại mình mấy bạn chơi Insta, mấy bạn coi là thấy nhiều hình lắm. Thôi em ngồi ở dưới này, nó có quán cà phê, ngồi uống cà phê nghỉ mệt rồi. Bangkok one day trip hôm nay Phát sẽ đi đâu tiếp nè? Chiều tụi em đến đi ai còn xe giảm. Đi coi xe giảm tối, lúc khoảng 6 rưỡi tối là bị canh lấy có nhạc nước. One day trip in Bangkok rất là gì? Gọi là gì? Lịch trình rất là dày đặc. Sách hẳn nha. Bây giờ phải tạm biệt Phát rồi. Phát sẽ đi tiếp, đi Icon sẽ giảm các thứ, đi Chinatown các thứ tiếp, nhưng mà Phát thì phải đi về. Đồ nhà chị Phát. Bye bye, bữa khác chúng ta sẽ gặp lại. Ở đâu? Ở Việt Nam. Việt Nam. Okay. Việt Nam dẫn chị đi, không mình đi rồi.